Thưa quý vị, dự báo trong khoảng tối và đêm nay ngày 20 tháng 1 sang đến ngày mai ngày 21 tháng 1, khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía Bắc bắt đầu tác động đến thời tiết nước ta. Mưa xuất hiện trở lại, trời lạnh với nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét. Từ ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm các khu vực Bắc Bộ, khả năng xuất hiện một đợt mưa kéo dài trên diện rộng. Vùng núi cao cần đề phòng các hiện tượng băng giá và mưa tuyết. Trong đợt rét lần này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong khoảng từ 6 đến 8 độ, vùng núi Bắc Bộ là từ 3 đến 5 độ, ở vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ. Với miền Trung, từ ngày 21 tháng 1 do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh thành khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, cùng với đó là nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét. Từ ngày 22 tháng 1 tại Bắc Trung Bộ xảy rét rét đậm và rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Bắc Trung Bộ từ khoảng từ 8 đến 12 độ, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là từ 11 đến 14 độ. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết phổ biến tạnh giáo, không mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Đến ngày 22 tháng 1, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống nên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 21 tháng 1. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có dông. Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 26 độ, có nơi nhiệt độ xuống thấp nhất dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có dông, gió nhẹ. Từ chiều, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển rét, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có dông, gió nhẹ. Từ chiều, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, về đêm trời rét. Trong mưa dông, bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc sét cũng như là gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh với nhiệt độ trong khoảng từ 15 đến 22 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 với nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ trong khoảng từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.